Còn mẹ quay ngang rồi bảo cái thằng nhanh á, cái tính nó cầu cằn, sợ sau này con phụng về bị nó ăn hiếp. Nó nắm đầu luôn chứ hiếp gì. Sao anh không cho em biết?
những người như ăn mếp da đỏ đi chờ xe nhiên nếu không phải bên ra con đôi chỉ chú
mẹ hề.